Xin chào tất cả mọi người. Tiếp tục tối nay mình chia sẻ tiếp nha, tiếp về cái quang cảnh ở tại thành phố Quy Nhơn. Mình sẽ lòng vòng qua một số cái khu vực xem tối đêm nay so với đêm hôm qua thì nhộn nhịp như thế nào nha. Đây là đường Xuân Diệu nha các bạn. Đường Xuân Diệu nè. Mình đi một đoạn đường Xuân Diệu xem tối nay quang cảnh nó như thế nào nha. Nhìn chung thì con đường này ban đêm nó rất đẹp các bạn, rất là đẹp. Dịp Tết này thì thành phố người ta cũng đã thay đổi các cái trang bị, những cái thiết bị điện. Điện trang trí cũng khá đẹp, những cái cột điện này, cái vòm điện rất là sáng sủa, rất đẹp. Tối nay thì tại thành phố Quy Nhơn thì nó cũng hơi lạnh lạnh tí thôi, nó không có lạnh, gió cũng hiu hiu thôi. Ban đêm đi trên con đường này nhìn ra biển rất đẹp. Cái đoạn này là cái đoạn người ta cũng đã có thay đổi cái kết cấu rất là nhiều, người ta trồng một loạt các cái cây dừa nha các bạn, cây dừa mới trồng thôi, bên dưới người ta trồng cỏ, mới trồng mà mới hoàn thành mấy ngày nay thôi, cho nên là nó cũng chưa thể là đẹp được đó. Vì nó cũng đẹp khi nào mà vừa nó ra rễ là nó lá đồ nó xum xê thì nó mới đẹp được, này nó mới thì. Tối nay thì trên con đường này lượng người đi lại thì cũng khá nhộn nhịp, chưa phải là đông lắm. Con đường dọc biển này, đường Xuân Diệu này, người ta cũng có sự đầu tư rất là nhiều, xây dựng thiết kế những cái mẫu mã cái kiểu kiến trúc công viên, kiểu kiến trúc công viên ven biển mà. Chạy nhanh một đoạn xuống dưới phía dưới kia xem nha.
Đoạn ở dưới này thì có vẻ sáng sủa hơn, có vẻ nó đẹp hơn, bởi vì đoạn dưới này thì nó có tới hai công viên mà, hai cái khu vực công viên đó, khu vực công viên tại quảng trường của tượng đài chiến thắng, ở phía bên dưới kia là cái công viên nằm ở dưới cảng, công viên nằm ở cuối đường Xuân Diệu cũng như đầu đường Xuân Diệu. Đây, khu này là khu tượng đài chiến thắng. Đối diện tượng đài chiến thắng thì nó có một cái quảng trường nhỏ nhỏ, nó cũng đẹp. Đây, tượng đài chiến thắng. Kế tượng đài chiến thắng này là một cái công viên. Công viên xanh nó cũng rất là đẹp. Tuy nó không lớn nhưng mà nó đẹp. Hướng ra biển. Còn phía ngoài biển đối diện với cái công viên là hai cái quán cà phê gọi là shop bar đó, shop bar 1, shop bar 2. Ở đây thì vào mùa hè, mùa dịp Tết thì rất là đông, bởi vì nó rất là đẹp. Ban đêm ngồi uống cà phê, nước giải khát, nhìn biển rất đẹp, sáng sủa. Hôm nay thì giờ vẫn còn sớm, khách vẫn còn ít. Hai quán cà phê kế tiếp luôn. Phía bên trong này là cái công viên. Tiếp tục mình chạy nhanh đoạn ở dưới, dưới nó còn một cái công viên nữa, đoạn ở dưới hay gọi là cái đầu đường, phía dưới này là đầu đường Xuân Diệu. Cái khu dưới này là khu tập trung rất là nhiều cái nhà hàng và các cái quán bán hải sản, nó nằm ở khu vực dưới này rất là nhiều. Này vào cái mùa du lịch những năm trước mà chưa có dịch xảy ra đó thì rất đông, mùa hè như mùa du lịch và mùa Tết đông, đông nghịt luôn. Khu này là toàn là nhà hàng và khách sạn, chủ yếu là nhà hàng. Đến đoạn như này là có một công viên đó nè, trước đây mình cũng có quay cái đoạn này rồi, công viên ở đây này. Đây là cũng cái công viên ven biển. Khu này trước đây là người ta định là làm cái dự án của tập đoàn Vingroup, làm cáp treo đi qua bên tượng đài Trần Hưng Đạo bên kia, bên Nhân Hải. Nhưng mà cái dự án này không được thực hiện, cho nên người ta đã lấy khu này làm cái công viên. Bởi vì cái khu này nó cũng khá là rộng, bởi người ta đã nâng cái mặt bằng. Trước đây nó là cái bãi biển, người ta đã nâng đất đai lên rất là nhiều, rất rộng, cho nên bây giờ nó thành một cái khu riêng đây để người ta làm cái công viên. Đoạn này người ta tiếp tục vẫn còn làm nha, cho nên người ta vẫn che chắn cái bờ rào tôn đây, chứ chưa có mở ra. Công viên nó chạy tiếp xuống cái này luôn, xuống dưới mũi cái này nè. À,
cái này là hết kết thúc công viên ở đây. Rồi giờ tiếp tục mình chạy vòng lên cái khu ẩm thực nha. Nó chạy lên đi qua cái con đường ẩm thực xem thử thế nào. Con đường Phan Bội Châu á, một đoạn đường Phan Bội Châu, đầu đường Phan Bội Châu á. Rồi đây là phố ẩm thực Phan Bội Châu nha các bạn, phố ẩm thực Phan Bội Châu. Nó chỉ một đoạn thôi. Đêm nay thì phố ẩm thực Phan Bội Châu khá là đông khách nha. Hai bên thì bán rất là nhiều đồ ăn thức uống ở đây. Thì cái đoạn này, phố ẩm thực này thì bán những cái loại đồ ăn thức uống ở cái mức độ là bình dân thôi, giá bình dân. Cho nên là ngay cả khách du lịch vào mùa du lịch thì người ta cũng ghé cái đoạn này để người ta thưởng thức những cái món bình dân ở đây ha. Nó ngắn thôi, nó chỉ có một đoạn thôi. Rồi mình chạy tiếp tục đường Phan Bội Châu này lên trên này ạ. Rồi mình rẽ qua đường Tân Bộc Khổ đi. Rẽ qua đường 31 tháng 3 đây. Đây, trước mặt các bạn đây trên đường 31 tháng 3 đây, Tân Bộc Khổ đây là cái trung tâm thương mại An Phú Thịnh nha. Trung tâm thương mại An Phú Thịnh, những ngày qua thì cái trung tâm thương mại An Phú Thịnh rất là đông người đến đây để mua sắm nha. Ở đây thì hàng hóa này tương đối là nó khá là đầy đủ, và với cái giá thành, giá cả ở đây nó cũng dễ mua, nên là người ta đổ vào đây cũng rất nhiều. Rồi mình sang cái đường này là đường Tân Bạc Hổ nha. Chạy nhanh đường Tân Bộc Khổ để đi qua, đi lên cái khu trung tâm đẹp nhất của thành phố Quy Nhơn nha. Giờ lên trên này nha, lên đường chính này, con đường đẹp nhất của thành phố Quy Nhơn, mình dạo lòng vòng đường này xem nha. Ở đây thì lượng người đổ về thành phố Quy Nhơn, về trung tâm thành phố Quy Nhơn thì có lẽ là đông, rất là đông. Hình như là hoa ngày hôm nay thì nhiều hơn ngày hôm qua nha. Hoa người ta tiếp tục mang về khu vực này để tiếp tục bán nha. Cái lượng hoa ngày hôm nay thì so với ngày hôm qua thì thấy hình như là tăng hơn nhiều so với ngày hôm qua, nhưng mà thấy người mua thì cũng chưa có mua, người ta chưa mua nhá các bạn, người ta chỉ đi dạo thôi, đi dạo đi chụp ảnh đi, như đi tham khảo hay sao.
Rồi giờ mình đi đến cái quảng trường nè. Bởi vì quảng trường bắt đầu từ tối hôm qua đó, người ta đã mở cái khu biểu tượng của năm đó, nên là tối nay có lẽ là người đổ về cái quảng trường này ngày một đông nha. Đây, đây quảng trường.